kế bên là trại giam. Trại giam hồi xưa vậy. Có khách đi tham quan kìa. Vô không? Trời ơi, ở trên nó có cây chù không ta? Nó có sao chỉ có hai cây. Với hai cái nón tay mèo. Sao đủ đồ nghề hết trơn nha. Không chị ơi. Vô là không. Rồi mời mọi người tham quan trại giam. Bữa nay trời mưa mà cũng đông dữ. Từ đây mình sẽ đi vô phía trong. Chút nữa thì sẽ đi vô trại giam. Đây là nội quy tham quan khu di tích nè. Để đây sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều thì từ 13 giờ đến 7 giờ. Thời gian thuyết minh thì tại từ khoảng 7 giờ 30 đến 10 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30. Rồi sau đây mình mời các bạn vô. Cảm ơn ca inox.
Đây là cái quần lụa của ông Nguyễn Dương Kế. Mặc lúc đêm 20/12/1991. Địa chỉ của ông Dương. Bản viết các chiến sĩ trường chiến. Đời kế hoạch của tôi. Đây là một cái mảnh mùng của chiến sĩ. Đây thì chúng ta đi qua phía bên trong tại trại giam luôn. Phân khu B để hạ. Hôm nay trời mưa nắng không có được đẹp lắm đâu các bạn. Đây là các hàng gạo dây thép gai mà ngày xưa mà để mà gạo rồi chống ở chúng các tù binh leo ra ngoài hoặc là chạy trốn thôi. Ở phía trong thì có một một hàng binh lính canh ở ngoài, đồng thời có chó mặt ghê thì ở ngoài hết. Phía trên nó thì có phía trên bốn góc thì có các trạm quan sát là đều có trang bị đầy đủ súng ống. Rồi chúng ta đi thẳng vào cổng luôn nhé, vào của trại giam. Đây là phía bên trong của trại giam. Tù
tù binh bị bắt nhốt ở trong những cái làng. Đây gọi là chuồng cọp. Còn khác với chuồng cọp ở Cẩm Gai thì chuồng cọp Castro do Mỹ Nguyễn sáng chế tạo ra cũng không chế phần mang lợi đối với tù binh tại nhà tù của Pháp. Chuồng cọp Castro được làm sắt tấm bệnh kính của mặt có hình dáng lắng nghiệp chứ không có hơn chuồng cọp lợi lớn, lợi nhỏ. Đây là hình ảnh của phía bên trong của cái chuồng cọp. Nó xin mời đây là hình ảnh của mà ta để vai và nó nên chia cái đấy từ bố. Đây là anh ấy và cái to tại. Anh cái gì to tại? À cái to tại. Anh cứ đi cả. Anh chẳng thấy cái gì to đấy. Bỏ quay quay chứ. Mẹ để bố quay. Đây là tù binh đang tự tạo phương tiện bằng gỗ gắn bộ đèn đi con làm băng đôi đêm để di chuyển trong ngày. Đây là đàn guitar, đó là gọi là đàn cò, mà đàn thì cũng biết đọc lại lắm. Ở đây là một cái hình ảnh khác. Phía đây là tù binh nằm trong trại giam thị thực các bạn. Tái hiện ở một cái khu ngoài, ở một cái trại giam. Này là tù binh bị bắn chết hoặc bị thương trong các trại giam.
tên là Tổ quốc Phi Công, Phi Công là hình ảnh nhân tổ. Sơ đồ tham quan, tham quan. Phía trong này là chỉ có lính và khách chó. Sau đây mình sẽ đi xin công an thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh nhé, subscribe, like hoặc comment gì đó cũng được. Đây là đoàn người cũng đang vào tham quan trại giam Phú Quốc. Mặc dù thì hôm nay trời mưa nhiều rồi. Đi với lại một chị Tám ở ban di tích ở trong đảo, rồi Anh Nhi bảo tàng trên đảo. Ở đó đi đường cũng đông. Mấy người đứng sau. Được thấy cái khác.